Và sư ông thì nói có một người con là anh Tiền ở đây Anh cũng Tiền đang nè, đang bà đang nuôi và đang anh đang 18, bị 3 bệnh. tuổi. Dạ. Thế gì là khổ nhất hay cậu ha? Cái sinh sẽ khỏi đời mình nè, Dạ. nó còn nhất, nói mà tóm tóm lại, Dạ. nó tổng quát cái thấy là cái không tu là khổ. Nhưng nói về kinh của Thái đó là bằng đạo đọc hết cuốn cũng chẳng được, hay là mấy cuốn được, bởi vì kinh mình học tiếng Thái để mà tụng tụng kinh Thái. À đã sa ma ma sao phục nó thơ phạn khả qua ị mê hị lạc ca ca đi hị Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì hôm nay tiếp tục cái hành trình của Bùi Hồ. Thì Bùi Hồ quay lại cái hoàn cảnh của ông cụ, sống cảnh màn trời chiếu đất, để Bùi Hồ sẽ tặng quà, trao duyên của những mạnh thường quân ở nước Anh, cũng như là ở nước Thái, để trao cho cụ một số đồ dùng thiết yếu, cũng như là tiền để cho cụ có để mà trang trải trong cuộc sống, trong cái quá trình tu hành của cụ. Và hôm nay thì theo cái hành trình của Bùi Hồ thì có em Tài là kênh Lang Thang Miền Quê. Thì em Tài thì làm cũng là một người làm nông dân, nhưng mà em mới làm YouTube ở đây. Thì kênh của em thì chuyên quay về cái cuộc sống của ông cụ. Thì cô bác quý anh chị mà có muốn tìm hiểu về những cái tu đạo của ông cụ thì qua kênh Lang Thang Miền Quê ủng hộ cho em nha. Đây là em Tài, tại vì đồ dùng nhiều quá nên em Tài có đi theo để hỗ trợ. Dạ cụ ơi, thì hôm nay con với em lang thang miền quê đến đây thăm cụ. Con quay trở lại thăm cụ để trao cái nhân viên của Mạnh Thường Quân gửi đến cụ. Con là người thay mặt cho là một cái cầu nối để trao nhân viên của Mạnh Thường Quân ở Anh cũng như là ở Thái. Thì ở đây gồm có là anh Nitaja Gautam 50 ergo, Nit Phan Van Mot 20 ergo, gia đình Huỳnh Thiện Minh 50 ergo, gia đình Nguyễn Thị Thu Hà 50 ergo, gia đình Trần Văn Quý 50 ergo, gia đình Thủy Lý 50 ergo, gia đình Lữ Minh Trung 30 ergo, gia đình Dương Kim Phụng là 800.000 đồng Việt Nam. Tổng cái số tiền nhận được đó là 9 triệu 600.000 đồng. Bây giờ như thế này, thì những cái Mạnh Thường Quân đó cho con gửi lời thăm sức khỏe của sư ông, những già Mạnh Thường Quân ở Anh đó. Và thì theo lời gửi gắm thì con có theo tâm nguyện của những Mạnh Thường Quân đó, thì con mua được cho cụ là những cái thiết bị, những cái dụng cụ cần thiết trong cái quá trình cụ tu học cũng như là tu tập. Gồm thì ở đây thì con mua được, ở đây là cái biết là cụ thích uống cà phê, thì con với lại em Tài lúc nãy chạy đi mua, thì đó là cái ấm này là cái ấm nước đá, giữ nước đá để cho cụ uống cà phê. Còn đây là cái đồ dụng cụ này để cụ có thể để kinh giảng vô cho nó nhỏ gọn ở trong đây. Dạ, còn đây là cái ghế mà cụ có thể ngồi lên, ngồi đọc sách, để cái cuốn sách lên cái ghế xếp này, xếp cho nó nhỏ gọn ha cụ. Thì để sách lên cho nó không mỏi. Vì biết cụ uống cà phê nên con gia đình của anh gia đình của Lữ Minh Trung đó gửi số tiền cần mua cho cụ, chủ yếu đó là thứ nhất là ánh sáng, đèn cầy. Con đã mua cho cụ rất là nhiều đèn cầy ở ở trong đây. Đèn cầy này thì cụ có thể đốt đến quanh năm được. Dạ. Thì chưa ban cụ. đêm thì tụng kinh là đốt sáng đêm, bây giờ hậu rồi tụng Dạ. Rồi đây kinh là ngồi sáng đêm đốt mở sáng ra tiếp đêm. anh Tài. Đây là đường với là cà phê. Cà phê ở đây thì con sẽ mua loại cà phê ống pha sẵn, còn đây là đường cho cụ ha. Đường ở đây. Dạ. Cà phê. Còn ở đây là còn ở đây mở đây giùm anh cái. Cho. Giật giật dây ha. Giật. Thôi, mình bẻ cái này được rồi. Đó. Cái ấm này là cái ấm cắm nước cái cậu, cắm ấm đun nước siêu tốc, ấm nước đun nước bằng điện á.
À, cái ấm này thì cụ có để cái này mình truyền điện, dây điện mình dạ, điện ở trong nhà có chủ, cô chủ đất đó có ổ điện. Dạ dạ, rồi mình sẽ cái này nè là mình sẽ đun nước để mình uống cà phê nha cậu. Dạ con thì ở bên đây không có bán nên con sẽ mua ở bên chợ bên kia, phải qua bên bến đò. Rồi ở đây là cái này là quan trọng nữa nè, cái này là cậu biết gì không, cái này là cái đèn, cái đèn soi đèn mình máng lên lên cái trồng lên cái đầu của mình, trên lên cái trán của mình đó, trồng lên đầu đó. Đây là cái đèn đội đầu đó để mình gọi kinh, cậu biết không? Biết rồi, biết rồi. Dạ mà cái này nó có điện trong này nó cháy hả? Dạ có cháy, nó tự cháy luôn cậu. Khi nào nó hết cho mình sạc vô. Rồi mình sạc. Hết dạ. Mình sạc. Dạ. Và tiếp theo đây là hai cái bình thủy để giữ nước ấm. Là khi mà cụ đun nước sôi đó, rồi cụ chế nước ấm vô đây. Chị cụ chế nước ấm vô đây. Là đây là hai cái. Là nó giữ độ ấm. Dạ, giữ độ ấm lại. Là con mua cái đó là tổng cộng là 1.400.000 đồng. Dạ thì số tiền gửi cho con là 9.600.000 đồng. Thì con sẽ trừ lại con sẽ bấm máy tính trừ lại 9.600.000 đồng. Mình sẽ trừ đi 1.400.000 đồng là cụ sẽ còn lại 8.200.000 đồng nha cậu. Vậy bây giờ thì theo Mạnh Thường Quân đó đó là 8.200.000 đồng. Thì con xin ý kiến của cụ là con sẽ gửi cho cô chủ đất đó khoảng 2.000.000 đồng để cô giữ, để cô có khi mà cụ cần gì thì cụ có thể nhờ cô đi mua một số vật dụng thiết yếu cho cụ. Dạ thì hai nếu như mà giữ cô đó giữ 2.000.000 đồng thì sẽ còn lại là 6.200.000 đồng. Thì bây giờ 6.200.000 đồng cụ muốn con sẽ gửi cho cụ để một phần cụ sử dụng, và với lại cho anh Tiền sinh năm 1977 bốn mấy tuổi đó. Dạ cụ ơi, thì cái số tiền là 9.600.000 đồng đó. Thì con mua hết 1.400.000 đồng. Thì ở đây thì con sẽ trao luôn là cho cụ là 3.000.000 đồng. Dạ còn cái số tiền đây con sẽ gửi cho cụ số tiền nè. Mấy tờ cụ coi giùm con, 1.000.000 đó. Mấy tờ tại coi kỹ ta, có thiếu cụ sao nào. 2.000.000 nè, 3.000.000 đồng. Thì còn lại số tiền còn lại thì con sẽ giao cho em tiền ở trên đó hay cậu hả? Tôi chỉ chú qua khỏi cái cầu lúc này là có cây à. Dạ. Rồi chú chạy ra phía bên tay mặt này nè. Dạ. Có cái nhà chú để nhà tình thương thì chú đường đó. Dạ. Dùng dễ biết bên ngang đó, bên đây có cái nhà tường cái cọc thiên á, có dạ. Đá sát lộ. Dạ. Còn cái nhà bên đây cái nhà tình thương là kế cái nhà sàn của người ta. Dạ. Dạ thì con sẽ gửi cho cụ số tiền 3.000.000 đồng này để cụ có thể mua những cái đồ dùng thiết yếu đồ đó. Dạ, để cho cụ sinh hoạt hàng ngày. Ông ơi, thì ông sư ông có nói là gì cảm ơn đến Mạnh Thường Quân không? Thôi bà, thì tôi không có ai, tôi là cái người một bậc chân tôi là không có gì để đáp lại. Chỉ có đôi lời để mà nhắn nhủ gửi lại chú được. Những cái công đức này rất là to tát, rất là vĩ đại, mà bằng đạo thì không có gì để đền đáp cả. Nhờ Đức Phật á, nhờ Đức Phật để trả cái nợ này là Đức Phật sẽ ban phước lành cho những các gì đó, chẳng hạn như là các Thái Phương đến đây để giữ bằng đạo cả, chẳng hạn là luôn cả mấy chú nữa, hai mấy chú. Mấy chú cũng làm việc cho tôi tất cả gì, cũng gì làm việc mà tới lui nơi đây để mà làm việc cũng có liên quan về đến Phật pháp, thì nhờ Phật độ cho những các cái gì đó để mà có cái tâm từ bi để mà hộ trì Phật pháp với bằng đạo. Thì bằng đạo nhờ trời Phật độ cho ban phước lành cho những gì đó là được mạnh khỏe suốt đời, rồi là được vạn sự an lành. Và tất cả mấy chú đây cũng vậy, tất cả chú cũng vậy. Thì bằng đạo nhờ Phật, chú Phật để đền đáp. Bởi vì bằng đạo là một bậc chân tu, là đệ tử của Phật, cũng như là đứa con của Phật. Thì những người mà hộ trì Phật pháp mà Phật đệ tử là Đức Phật sẽ đền đáp
cái ban bố cho những cái phước đức đó. Dạ, vậy thì đó, cái số tiền còn lại này muốn gửi cho cụ số tiền, thì nhà cô giữ giùm một ít cho cụ, cũng như là những cái chi phí vật dụng gì đó cụ cần đó, thì cô có thể mua cho cụ giùm được không cô ha? Được. Thì hôm qua có nói với cái cha mà ở Hồng tên là Tân Long Hồng Ngự gì chánh á, cũng như thấy ông có chảo nào quá lâu rồi, thì cũng như thùng mà mua nước đá cũng chừng nửa cây để cho ông uống hàng ngày. Dạ. Cũng như không phải thì mình xài một ngày nó hết, cái nào mà không có thì mình mua dùm cho bị cái dọn vậy cũng có đi tới lui. Dạ. Chứ mua vài cái thao nhỏ nhỏ cho thấy thao đựng đồ đựng đạc gì cũng không có cho nó vậy đó. Dạ, bây giờ thì con gửi cho cô 2 triệu đồng. Dạ, nhờ nhờ cô trong cái quá trình cụ cần đó, cô có thể giúp cho cụ ví dụ như nấu nước cho cụ hay pha cà phê gì đó cô ha. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều nha, thay mặt những mạnh thường quân cảm ơn cô luôn nha. Dạ. Dành số tiền này không phải. Dạ cụ ơi, thì con trao duyên cho cụ đó. Thì theo như cụ nói thì con sẽ gửi, tại vì cụ có gia đình, cụ cũng còn lo, mặc dù là cụ đã đi tu 40 mấy năm rồi, nhưng mà vì cái tấm lòng thương con của cụ đó, thì con sẽ trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho cụ để đem theo cái yêu cầu của cụ, thì con sẽ trao số tiền đó cho em tiền để em nó uống thuốc nha cụ. Dạ. Và cụ ơi, thì như thế này, con có một cái câu hôm nay thì con coi như là đến đây học đạo cụ, thì cụ cho con thỉnh cụ dạy con vài pháp đạo á cho cụ. Cụ cho con hỏi là trong cái cõi đời của mình á, thì cái gì là khổ nhất hay cụ ha? Cái sinh cho cõi đời mình á. Dạ. Nó còn nhất nói mà tóm lại. Dạ. Nói tổng quát cái thấy là cái không tu là khổ nhất. Dạ. Bởi vì Phật nói là, Phật dạy chúng sanh là, Phật nói, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, chỉ có cái người tu mới được thoát khổ. Bởi vì tu á, khi mình đắc đạo á, mình đắc đạo về, mình thành chứng quả, mình chứng rồi là, chứng quả là không còn luân hồi trên thế gian này nữa. Không phải đầu thai lên làm người, tái sanh lên làm người trên thế gian nữa, đó là thoát khổ, đó là hết khổ. Còn nếu mà tu mà chưa có đủ cái đức hạnh á, thì cũng còn phải luân hồi trở lại nữa. Cái khi mà hết cái kiếp này mãn kiếp này rồi, còn phải tái sanh lại luân hồi trở lại để mà tu nữa, để mà tu nữa, đó là còn luân hồi trở lại là còn khổ nữa. Phật dạy chúng sanh là tu để mà thoát khổ, chứ không phải để cho sanh tu làm cái gì ngoài ra đó, về ngoài ra cái gì đó, đó vậy đó. Chỉ là có tu mới thoát khổ rồi, mà tu á phải đầy đủ đức hạnh, tu là phải một bậc chân tu rất là chân chính. Giáo lý Phật pháp của Đức Phật á, dạy như thế nào, dạy chúng sanh như thế nào, tu tập như thế nào, phải làm đúng như vậy đó, là mình đạt đạo cả. Dạ. Vậy thì con biết cụ đang tu theo khổ hạnh, cụ cũng đang coi như về thân xác thì nó khổ, nhưng mà cái khổ của bằng đạo á. Dạ. Chúng sanh cái người đời thấy là khổ, còn bằng đạo không có khổ, bởi vì bằng đạo tìm cái khổ. Cái người tu bậc chân tu mà khổ hạnh tuyệt đỉnh, khổ hạnh rất tận cùng, đến lúc cuối cùng là khổ nhất là chết, chịu không nổi là chết, không sống là chết, có hai con đường, một sống hai chết, mà nếu không chết là sống. Mà nếu mình vượt qua cái chết được á, cái tử đưa bằng đạo rồi bằng đạo mà té tụ kinh mà té bể cái xương rồi gãy hết một cái giờ như vậy, đó là bằng đạo sẽ chết, nhưng mà không chết rồi qua cái ái tử. Vậy là mình đạt được một cái mà đức hạnh rất là cao. Nên cái mình cái tu mà nếu mình khổ hạnh chừng nào á, đạo hạnh của mình càng cao chừng ấy. Dạ, cậu có một cái câu gì giúp những người coi như là những người mà trong cái tu hành mà chọn theo cái cách tu khổ hạnh theo cụ đó, những cái hành giả đó cụ, thì cụ có nhưng mà cái pháp môn của bằng đạo đấy
là đặc biệt riêng cái pháp môn bằng đạo. Nhưng mà cái pháp môn nói đúng ra bằng đạo không có cái pháp môn nào cả, không có ai dìu dắt dân cả. Chỉ vì kinh Phật, Đức Phật Thích Ca đó là kinh Phật rất nhiều, bằng đạo chỉ từ nhỏ đến lớn chỉ là cái có cái tâm để mà ngộ đạo. Thành ra Bậc Phật nói cái đó là cái tâm Bồ Đề, đất ra những cái gì đó nhất mầm Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề đó là một cái tâm đó, đây là nhất tâm đó, là có thể kết cục là chỉ có một con đường đạo mà thôi, ngoài ra trần ai không có vướng bận nữa. Bởi vì một bậc chân tu là không vượt trần ai, không còn vướng bận với sắc gì nữa cả đó. Nên bằng đạo tu là cũng cái giáo lý Phật pháp dạy như thế nào, mà thông thường có thể đa số tu chỉ là biết động kinh, những kinh thường thôi, những cái kinh thường mà nhất tụng là khoảng là trong một cuốn kinh, một người một cuốn kinh mà kinh có năm mấy bài hay hoặc 10 bài 15 bài chẳng hạn, là kinh thường thôi. Kinh đó là chỉ Phật nói, chỉ là đơn giản tụng kinh niệm Phật vậy thôi, chứ không có ý nghĩa sâu xa màu nhiệm. Còn cái kinh đặc biệt có thể khó đạt được là kinh của bằng đạo, kinh đại thừa, thượng thừa. Là kinh này rất là hiển linh màu nhiệm, nó có thể đối với người đời đây là một cuốn bí kíp. Còn cái này đối với nhà Phật đây là một cuốn thần bí Bồ Đề, nó có thể vô cầu hiển linh màu nhiệm quyền di. Những cái đó là không sắc không tướng, không ai thấy, mà chỉ có người có thấy cái này mà không có được cái trí thông minh, trí huệ Phật. Trí huệ là cũng là không biết, còn hết cuốn kinh cũng chả biết gì. Bây giờ Phật nói rất là cao thâm quyền bí, thâm thâm di diệu, có thể là người trần cho không phép được. Chỉ có trí Phật, tâm Phật, trí Phật, trí huệ của Như Lai, mà những người đó cái trí huệ đó không ai cho được, mà cũng không Phật mà Phật được cho được. Tự mình ngàn năm tu luyện, cái sự tu luyện của mình rất có công đức, nó có thể là đại đạo tâm, hay là một bậc đại tiên chân nhân, hay là một cao tăng nào đó, nó là để cái đức hạnh của mình nó có thể là, Phật nói là cái đó gọi là đại đạo tâm, có thể cái công đức của mình phải như rừng như biển vậy đó. có thể cái công đức gọi là cái bằng rất là sâu trồng cội nành, gieo nhiều ruộng phước, cây công đức của mình rất là cành lá xum xuê, rất là giàu giàu, nó có thể là một vị đại sư nó như vậy đó. Những cái đó là mới cái cuộc sống của mình mà ngàn năm tu luyện rất chí thành, thì mình rất kỳ trí để mà cố tìm tòi những cái gì của Đức Phật bí quyết cao tham quyền bí hiển linh màu nhiệm quyền di đó, là hư vô. Những cái đó là không có, những cái đó là không ai thấy, chỉ có Đức Phật mới có biết được. Mà những cái ai biết được đó là chỉ có huệ tâm, huệ trí, trí Phật, trí huệ của Như Lai mới là hiểu được. Mà bằng đạo thì cũng như chú thôi, cũng như tác người chúng sanh thôi. Bằng đạo rất kỳ sô, có bằng tánh là kinh pháp của Đức Phật, là kinh này rất là bí, rất là bí quyết nhiệm màu đó, là rất là nói rất là hiển linh màu nhiệm, rất là quyền di, nó có thể gửi đời cái bản thế chúng sanh, là trí chúng sanh không ai biết được. Những ai không biết được kinh của bằng đạo, những ai không học đạo chỉ coi không biết được bằng đạo cũng vậy thôi, không biết được bằng đạo tìm cho biết được. Những cái gì không ai thấy được bằng đạo tìm cho thấy được, những cái gì không ai hiểu được bằng đạo tìm cho hiểu được, đó là bằng đạo hơn tất cả chúng sanh cái đó. Cậu kêu bằng cái đạo hạnh của Đức Phật đó, nó rất là chân chính. Thành ra là Phật mới bố quá cho bằng đạo có một cái trí gọi là sáng suốt, thông minh, trí huệ Phật, trí huệ của là huệ tâm, huệ trí. Chứ sự thật ra bằng đạo không có biết cái gì cả. Cũng như có một cái cuồng băng, chú có một cái cuồng băng mà chú thâu tất cả những cái gì hay, những cái gì bí quyết chú thâu chú để đó. Còn cái cuồng băng của bằng đạo là ở trong tâm,
ra cũng có cái cuồng băng. Dạ. Mà cuồng băng nó có thể là rất trơn chính. Nếu mà cuồng băng đó mà cái cuồng băng của bằng đạo, cái tâm một cái trí của bằng đạo cũng là một cái cuồng băng, một cái tâm cũng là cái cuồng băng, mà cái cuồng băng đó rất là khó có thể sử dụng, bởi vì chỉ mình còn động tâm một chút là nó rối băng nó đứt mẹ hết rồi, không còn xài được. À, dạ cụ ơi, thì trong cái quá trình con với em lang thang miền quê lên đến đây đó cũng nhiều đồ, và đó là cũng mạnh thường quân, và trong những mạnh thường quân có trao gieo duyên cho cụ đó thì có hai người ở Thái Lan. Thì hôm nay thì cụ có biết tiếng Thái nữa, nên thành thử ra là con nhờ cụ có thể là đọc một cái bài kinh coi như là ban phước lành cho mạnh thường quân đó được không cụ? Cái nói về kinh của Thái đó là bằng đạo đọc hết cuốn cũng vẫn được, hay là mấy cuốn được, bởi vì kinh mình học tiếng Thái để mà tụng kinh Thái đó. Dạ. Thì đọc cái nói bây giờ mình không có đầy đủ sức khỏe, mình tụng hết cái cuốn mà tụng một thời kinh nào. Dạ, đó khoảng dạ. 1-2 tiếng vậy thôi. Dạ rồi. Rồi bài mai mốt mình tụng tiếp tục nữa. Dạ rồi. Cậu. Rồi con qua đây. Vậy sư ông đọc cái tiếng Thái cho mọi người nghe ha. Rồi. Cái tiếng Thái là đọc cái giọng của Thái. Dạ. Cái không có giống sống như nước nào cả. Dạ rồi. Còn như Bali thì cái giọng của Bali. Dạ đó. Rồi. A lang sam ma sao phục quá thơ phạn khả qua yê mê hệ sắc ca đi hệ tăng phạ khả quan tăng a vị bu xã gia mỹ chư ca sa tô phạ khả qua quả ta tham mô yê mê hệ sắc ca đi hệ tăng tham măng a phỉ bu xã gia mỹ chú bà tỷ băng anh nô phạ xã quả tô sa quả cả săn khô y mê hệ sắc ca đi hệ tăng săn khăn a phỉ bu xã gia mỹ vô xô phá xả quá phô xả qua a ra hăng sam ma sam phục cơ thô chua ca sa tô vô nạ phá xả quá ta tham mô chủ bà đệ băng nô giặc xả quả nghe xả quả tô nghe sao quả cả nghe sân khô tâm mạ dân quả nghe xả quăng tăng xả nghe thâm măng xả nghe sân khăn y mê hệ sắc ca đi hệ dạ nghe tha nghe rạ hăng a ru bị tê hệ a phỉ bu xã gia mạ sa nghe sa thủ anh nô phan bê phan khả quả chủ kỳ rạng bản rị niệm phụ tô bị bạc bạc sĩ ma sạn nạn tan nụ căng bạn ma nạ xa y mê hệ sặc ca đê thục khả tạ văn na ca rạ phạn tê bạn rị khăn ha tụ âm ha căng thi khả lạc tăng hay. Rồi thôi cậu ơi, hôm nay con với bạn em lang thang miền quê đến đây để trao duyên của mạnh thường quân những người có tấm lòng, những người tu tập cũng như ở Thái cũng như là ở Anh, để trao duyên cho cụ
để cho cụ tu tập, để tìm được cái hạnh trong cái tu đạo của cụ. Con chúc cụ sư ông luôn có một cái sức khỏe dồi dào, và luôn càng ngày càng giác ngộ để sau này trở thành một bậc thánh nhân. Một bậc bằng đạo tu á, cái những cái chuyện ngoài đời, những cái chuyện mà có sắc có tướng hồi trước cả xưa, các cái dụng cụ của khách thập phương mà để đến cúng dường đây để mua quà cho bằng đạo đó, đó là cái chuyện đó bằng đạo chấp nhận, cũng như là bằng đạo gieo cái duyên cho những khách thập phương. Dạ đó, đúng rồi, để có một cái duyên lành nó, bởi vì những người mà cúng dường bằng đạo đó, là những người đó nếu mà đây cúng dường ba những gì đều Phật chứng cho cả những người đó cả. Cô nói như cô cũng có thể những cái vị khách là phương có thể xa xôi, và chẳng hạn như chú rằng ở thành phố Long An Bình Phước, hay là hoặc ở trong đốc ở mà tuốt trên Long Xuyên nào là ở Biên Hòa, đây rất là xa, nó có thể hàng mấy trăm số mà cũng vẫn tìm tới đây. Là và cụ sư ông nhận là lý do những người đó gieo duyên thì sư ông coi như là nhận duyên hay sư ông hay? Đặng mà người ta cúng dường của mình, đặng mà người ta có được có một cái đức hạnh, có một cái phước đức, đó là không phải bằng đạo, ban cho bằng đạo không có cái gì để đáp tạ cả. Bằng đạo là cái người tu, chỉ có Đức Phật á, bởi vì bằng đạo là Phật tử, tử là con, cũng như là con của Phật vậy, là bằng đạo thọ cái những cái gì của khách đạo phương mà để cúng dường đó, là Đức Phật trả lại chỉ trả một cái, ban một cái phước lành, được một cái mạnh khỏe suốt đời, những cái gì mà bố cho đời bằng đạo ban cho cái đó, chứ còn cái chuyện đời là bằng đạo không có gì hết, mà Đức Phật cũng ban cho cái chuyện mà ở trên đời có sắc cái thứ bằng đạo đâu có, mà Đức Phật đâu có chuyện đó. Dạ cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ đã gieo duyên trao duyên cho sư ông sống dưới miếng bạc này, thông hiểu nhiều thứ tiếng trong kinh nhà Phật, và theo sư ông thì Bùi Hồ đã gửi những cái số tiền cần thiết cho sư ông cũng như là cô chủ đất ở bên đây để có những cái vật dụng cần thiết. Thì theo chia sẻ của sư ông đó và một số clip quay lên ở trên mạng đó, thì cho rằng á là cụ đi tu tập không lo con cái của mình, nhưng mà thật sự á thì cụ cũng rất là quan tâm. Cái số tiền còn lại thì cụ yêu cầu Bùi Hồ có đi lên cái đoạn đường này thì hãy trao cho cái người con của cụ, đó là anh Tiền, sinh năm 1977, bị bệnh tật bẩm sinh, để mua thuốc cho anh Tiền đó. Và xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm đến con của cụ cũng như là vợ của cụ sống nơi đó. Cô bác quý anh chị thì đã biết rồi, trong Phật Pháp thì trước đây thì khi mà Đức Phật Thích Ca đi tu thì ông là một hoàng tử và cũng có một vợ, cũng có vợ con, nhưng mà theo con đường tu tập thì ông bỏ hết tất cả để mà tìm đến sự giác ngộ trong Phật Pháp. Thì Bùi Hồ chỉ nói như vậy thôi, mong các bạn sẽ hiểu cho cái hoàn cảnh của sư ông cũng như là cuộc sống của sư ông nha. Dạ thì theo lời chỉ dẫn của ông cụ thì từ nơi ông cụ sống tu tập thì Bùi Hồ cùng với em lang thang miền quê chạy lên đây cách khoảng 500m thì tìm đến nhà của người con và người vợ của sư ông, của cụ. Dạ con chào bà. Dạ nhà, em chào anh. Dạ nói con. Nói chuyện, anh ơi, cái người ta kêu kìa. Con. Này là anh Tiền. Ở ngoài trên đây, trong giấy tên Tiền. Dạ anh Tiền sinh năm 77 hả bà? Không biết, không già, không biết chữ. Anh Tiền nhiêu tuổi rồi? Bốn mấy mày? Tuổi gắn đó. 44 hay gì đó. Ê, anh Tiền bị tật từ xưa giờ luôn hả bà? Chú coi nè, giò cắn ấy hết trơn, ngồi gì, đá gì ấy, gì cũng chỗ luôn. Dạ, vậy bà với sư ông cụ ở dưới gốc nhạn. Coi, để lại đấy dạ, con. Coi như là ông đã đi tu luôn hả bà ha? Ông
tu luôn, cháu còn ở chùa cả đôi nè, ở chùa Sóc Sơn nữa. Đi tu bao nhiêu năm rồi hả bà? Ông á, ông bước tôi hỏi ông có cho tôi cũng con lấy cũng mấy chục năm rồi. Bà ơi, thì hôm nay á thì con đến đây trước tiên thì con biết sư ông và từ sư dạ, từ sư ông thì con có biết đến bà là vợ của sư ông đó. Con với em lang thang miền quê tìm đến đây thì tiền của Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi trao cho sư ông, và sư ông thì nói có một người con là anh Tiền ở đây cũng đang bà đang nuôi và anh đang bị bệnh. Dạ thì cái số tiền của Mạnh Thường Quân trao là 9.600.000 đồng, thì nhưng mà con gửi cho sư ông ở dưới kia và mua đồ cho sư ông, thì số tiền còn lại thì con gửi cho sư ông, nhắn với con là gửi cho anh Tiền cái số tiền này là đó là 3.200.000 đồng để mà bà có thể trang trải mua thuốc. Dạ đây là Mạnh Thường, dạ đây là Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, ở nước Anh gửi. Dạ. Bà đếm lại cho con. Không. Đếm đi bà. 5 phải không chú? Dạ. 6 7 8 9 10 11 12. Dạ. 12 rồi này 1 triệu phải không chú? Dạ, là 2.2 triệu. 2.2 triệu là 2.4 triệu, 2.6 triệu, 2.8 triệu, 3 triệu phải không chú? Đâu, bà đếm lại giùm con coi. Đâu, tôi đếm lại coi đấy. Ủa đây. Dính tờ 200 kẹt vô cái tên. Đếm lại các bà. Đếm lại. Dạ. Dạ, thiệt lắm chú ơi. Khổ 2 triệu phải không? 2 triệu rồi đó. Đấy, dạ, đúng rồi. 5 8 10 là 3 triệu, 3.2 triệu. Cái đây là, dạ đây là sư ông nhắn gửi cho con, gửi cho bà chăm sóc cho anh Tiền ha. Dạ, tại vì Mạnh Thường Quân thì gửi cho sư ông, nhưng mà sư ông muốn chia sẻ để cho bà chăm sóc, mua thuốc, chăm sóc hàng ngày cho anh Tiền. Dạ, bà có nói là muốn nói là gì cảm ơn. Sư ông ở đâu ạ? Nói, chú nói coi, ở chùa nào? Sư ông ở là ông cụ á, là chồng của bà đó. Ông tôi thấy không? Dạ. Đã có chùa ông không? Dạ có, con có gửi cho ông một ít. Ít thêm, để tôi nói trong này ha, nói làm sao. Rồi, bà nói là, có nói là gì với Mạnh Thường Quân không? Mạnh cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Tôi Nguyễn Thị Đôi, 83 tuổi, nuôi Tiền này. Thì nó bệnh 4 năm rồi, ngồi ở đá diện chỗ không đút cơm đồ. Mới kêu tiểu đó. Dạ. Nhà của mình là nhà nước cất cho? Không phải. Có cháu ở dưới chùa tu đó. Cái rồi nó có bà con nó đâu gần công ty trên thành phố đó. Cái mi sinh là cất là cho 50 triệu. Mà cất 48 triệu, còn 1 triệu mua cho tôi cái chổng nhỏ xíu đó. Rồi 1 triệu thì cho ông sư nhà này để tình thương, tình gì nè. Dạ. Rồi thôi thì hôm nay con đến đây con trao duyên cũng như là con thay sư ông. Tại vì sư cụ á thì nói là chồng của bà đó. Ừ. Là nói thì để cho tôi thì để cho ông thì ông phải cũng phải đạp xe đạp lên đây để trao cho bà, nên con thay mặt ông con gửi lên cho bà luôn nha bà. Con chào bà và chúc bà có sức khỏe.